bí ẩn vẫn bao trùm bí ẩn xung quanh vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, mà cho dù cơ quan điều tra và cơ quan Bộ Công an vẫn thường xuyên cập nhật tình hình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát trong mức độ có thể. Tuy nhiên, nó vẫn phát sinh rất nhiều vấn đề hình sự và phi hình sự trong vụ án này, rất đáng quan tâm. Chúng ta cùng trao đổi hôm nay. Và tôi là Hoàng Linh, chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Cơ quan điều tra khẳng định rằng trong vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, ưu tiên sẽ là thu hồi triệt để tài sản, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư. Đó là thông báo mới nhất của Bộ Công an. Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 20 người. Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đến nay đã khởi tố 2 vụ án với 27 bị can. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tập trung điều tra, xem xét, xử lý triệt để, sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Cơ quan điều tra cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bị hại. Trước đó, hồi đầu tháng 10, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 đã khởi tố vụ án thực hiện lệnh bắt tạm giam doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. C03 cũng khởi tố bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Hồ Vũ Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019. Như vậy, có những bị can cơ quan điều tra chưa công bố danh tính, ngoài những bị can chúng ta đã biết trong thời gian đầu của tháng 10 năm nay, có 2 vụ án được khởi tố. Như vậy sẽ có 2 nhóm hành vi hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có thể do một chủ thể thực hiện hoặc là người có liên quan. Như vậy, vụ án đã được công khai là nhóm hành vi lừa đảo bằng hình thức phát hành trái phiếu, còn nhóm hành vi thứ hai không rõ là gì. Còn nhớ, Trung tướng Tô Ân Sô có lần nói đã có bị can qua đời, do đó cũng ảnh hưởng, nhưng cơ quan điều tra vẫn đảm bảo tiến độ điều tra và làm rõ nội dung vụ án. Với những vụ chết người là bị can hoặc những người có liên quan đến vụ án và những vụ chết người nói chung, cơ quan điều tra sẽ xác minh. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Nếu không có dấu hiệu tội phạm, những người có liên quan qua đời vì lý do tự nhiên, sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án. Về quyền lợi của những người mua trái phiếu do Vạn Thịnh Phát phát hành, do vụ án đã khởi tố nên thông thường việc chi trả sẽ đưa vào nghĩa vụ dân sự trong vụ án hình sự. Như vậy, như cách nói của Bộ Công an, việc thu hồi triệt để tài sản của nhóm Vạn Thịnh Phát cũng nhằm giải quyết vấn đề này. Vấn đề là Vạn Thịnh Phát nợ nhà đầu tư tổng cộng bao nhiêu? Tài sản có thể chuyển đổi thành tiền là bao nhiêu? Vấn đề đó cực kỳ quan trọng và đến nay vẫn chưa rõ. Tất nhiên rồi, cơ quan điều tra đang vất vả cho công việc đó, đang làm mà. Và những câu hỏi đặt ra rất quan trọng là Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát huy động rất nhiều tiền từ trái phiếu, nhưng để làm gì? Họ có rất nhiều bất động sản ở vị trí quá đắc địa, nhưng vẫn để đó, không vội khai thác, không khai thác đúng mức và cũng không bán, mặc dù bán một cách dễ dàng đi. Thứ hai, vì sao án là lừa đảo trái phiếu nhưng lại tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản, gây nên một đợt khủng hoảng và cả hoảng loạn trong thị trường này? Thứ ba, diễn biến phái sinh là các ông chủ bất động sản lăn đùng ra đình chỉ các công trình đang thi công, công khai tuyên bố khả năng hạn chế cổ phiếu lộn cu mèo, khẩn thiết yêu cầu chính phủ giải cứu. Tuy nhiên, vẫn có một số ông chủ tỏ ra an nhiên không việc gì cả, vẫn phân cách ném tiền qua cửa sổ. Một đại thiếu gia bất động sản chi 40 tỷ đồng mua một chiếc xe siêu xe để tăng thêm một chiếc nữa trong bộ hàng chục chiếc siêu xe của mình, bộ sưu tập.
và một ông chủ bất động sản khác còn trội trội hơn bằng cách làm đám cưới cho con gái như một kỳ SEA Games, thuê hẳn đạo diễn SEA Games về để tổ chức và tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng cho cái đám cưới đầy xa hoa này. Như vậy tại sao có tình trạng nghịch lý? Nếu là tình trạng khó khăn chung cho bất động sản thì phải ai cũng phải như nhau. Còn cái này, người thì búng tiền ra cửa sổ, ném tiền ra cửa sổ như phong cách cũ, người thì la làng và kêu cứu lên. Tất nhiên ở đây chúng tôi không vừa đủ cả nắm, có rất nhiều doanh nghiệp đã tìm đủ mọi cách để tạo công ăn việc làm cho người lao động, để giữ chân người lao động và để tái cấu trúc. Khó khăn cũng là một cơ hội, giảm bớt nhân sự, chậm triển khai một số dự án chưa cần thiết, tập trung hoàn thiện một số dự án đang dở dang để sản phẩm hoàn thành giao cho người mua và nhà đầu tư, và đồng thời giảm giá bán bất động sản. Thí dụ như là ông Novaland, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác nữa. Chúng tôi và cộng đồng ghi nhận sự cố gắng này. Tuy nhiên không phải ông lớn bất động sản nào cũng vậy, vẫn tàn ẩn rất nhiều bí mật, rất nhiều bí mật. Có những người vẫn tiếp tục ném tiền qua cửa sổ như chúng tôi đã nêu trên. Và họ vẫn tiếp tục, nhiều người vẫn tiếp tục đi du thuyền, vẫn tiếp tục chơi siêu xe, vẫn tiếp tục chơi sân golf, vẫn tiếp tục với những chai rượu hai bikini hàng mấy trăm triệu một chai. Cuộc sống vẫn như cũ, ngoài miệng thì rên la thế thôi. Ngoài vẫn một số ông chủ lớn bất động sản vẫn ôm chặt khối tài sản khủng, ở lâu đài đi siêu xe và kêu gọi dân nghèo giải cứu là như thế nào. Thị trường bất động sản vẫn chưa có hoạt động bán tháo tài sản dưới giá vốn phát mại. Đây là cơ hội để người dân được mua nhà giá rẻ. Dù gì thì bất động sản vẫn có giá trị việc thanh khoản hay không, chỉ là vấn đề giá bao nhiêu mà thôi. Nhưng trừ một số ít như tôi đã nêu trên, còn lại tất cả đều nêu giá cao. Thậm chí bất động sản cho thuê cũng không hề giảm giá một đồng nào và vẫn tiếp tục tăng. Không thuê thì đợi đó để trống, không nhất quyết không giảm giá. Và không có một cái thiện chí nào để bình ổn giá thị trường. Miệng thì cứ kêu gào như thế nhưng biện pháp tự thân thì không có. Thì trông chờ vào tiếp tục cho vay và tiếp tục phát hành trái phiếu. Tức là vi lượng đồng cân trị căn bệnh này bằng một thứ thuốc độc tương tự như thuốc độc khác. Vi lượng đồng cân có nghĩa là gì? Có nghĩa là dùng một loại thuốc ít độc hơn loại thuốc kia nhưng cùng tính chất nhưng vẫn gây độc. Thị trường bất động sản cũng vậy, nới room tín dụng và cho phát hành trái phiếu tiếp là yêu cầu của hầu hết các nhà bất động sản, và đó là một biện pháp quá nguy hiểm. Tôi không lường trước được và tôi nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ lo ngại trước những biện pháp này. Nhưng có cách nào khác không? Những nhà doanh nghiệp, một số nhà doanh nghiệp nói với tôi như thế này, kể cả những người ông chủ nhà băng, chủ ngân hàng, ông chủ và chủ ngân hàng nói rằng kinh doanh bình thường, kinh doanh lành mạnh, kinh doanh đúng pháp luật, kinh doanh ngay tình trong điều kiện những người xung quanh mình chơi ăn gian thì có nước chết mà thôi. Thí dụ như bây giờ lãi suất ngân hàng, lãi suất tiết kiệm, đó là cuộc đua tăng giá, tăng lãi suất. Có tham gia cuộc đua đó hay không? Đó là một suy nghĩ mang tính chất sống còn của các ông chủ, bà chủ ngân hàng hiện nay. Nhưng thôi, đó là một vấn đề khác mà chúng tôi sẽ trao đổi với các anh chị sau. Việc ngồi trên, tiếp tục vấn đề các ông lớn bất động sản. Việc ngồi trên đống tài sản không chịu nhả ra mà kêu gọi cứu trợ là rất bất thường. Các ông chủ toàn đi siêu xe ở lâu đài, trong khi giai đoạn 2008, các quỹ đầu tư doanh nghiệp phá sản trên thế giới, thì các ông chủ phải bán rẻ cả máy bay, du thuyền, tranh quý, dinh thự và cả đồng hồ đeo tay để lấy tiền mặt mà cứu bất động sản. Lật lại những bài báo cũ, các ông lớn bất động sản, nhất là các thiếu gia, lúc nào cũng xuất hiện như những ông quan bà chúa, du thuyền, siêu xe, những kỳ nghỉ bất tận bên cạnh người đẹp, những mùa shopping, vét sạch cả cửa hàng, đồn hiệu ở Ý, Mỹ, Thụy Sĩ, vân vân. Và đó là gì? Đó là thời gian nào? Đó là thời gian họ hăng say phát hành trái phiếu bẩn mà không có sự kiểm soát hữu hiệu nào từ cơ quan chức năng. Và hiện nay,
Thay vì khai thác khối sản phẩm hình thành phù hợp với giá thị trường, họ không vội. Cần gì bán sản phẩm cứ neo giá trên trời, rồi phát hành trái phiếu lấy tiền tươi để xoay sở, một kiểu hành xử của địa chủ thời kỹ thuật số. Và bây giờ thì chúng tôi lại nhắc lại một vấn đề có lẽ các anh chị rất quan tâm, là những người đã mua trái phiếu cần làm gì. Và chúng ta đừng trông chờ vào bất cứ cái gì đó, phải tự cứu lấy mình, tự cái cứu lấy mình, và hãy tự trách mình vì sao lại nghe theo những người chuyên gia luôn lùa gà trên mạng xã hội dụ dỗ mình đi vào con đường không lối thoát như ngày hôm nay. Mọi biện pháp tụ tập đông người và manh động đều không có giá trị và mang lại nguy hiểm cho bản thân. Hãy tận dụng những hành vi pháp lý để thu hồi tiền nhiều nhất có thể. Hãy thông qua luật sư để thương lượng với nhà phát hành trái phiếu để xử lý nợ, tiến hành khởi kiện dân sự hoặc hình sự. Và đó là chúng tôi nói chung. Còn trong vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan đã khởi tố vụ án hình sự. Các vị nên tập hợp hồ sơ thật đầy đủ, hồ sơ gốc, và thành những báo cáo ngắn gọn nhờ luật sư làm giùm để cơ quan điều tra tiện xem xét. Chúng ta đưa hồ sơ gốc mà không có bản tóm lược thì không có ai có thời gian mà đọc đâu. Và những thứ ảnh hưởng đến quyền lợi chúng ta, hãy làm trước sẽ được ưu tiên trước. Nhưng biện pháp gì cũng cần tiến hành sớm để được quyền ưu tiên trong giải quyết. Và chúng tôi cũng như các anh chị chờ đợi xem diễn tiến của vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát như thế nào. Và ở đây chúng ta thấy rằng ngoài việc cơ quan điều tra phá án và thực hiện đảm bảo quyền lợi của các bị can, bị cáo, quyền lợi của nhà đầu tư, vụ án Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan còn liên quan đến rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác và nó cần sự chung tay giải quyết, cũng như tài năng của những người trong bộ máy chính phủ, thống đốc ngân hàng nhà nước, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng bộ xây dựng, bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội và rất nhiều ban ngành khác. Người ta nói ăn cơm chúa mong múa tối ngày, không cần múa tối ngày đâu, đây là những giai đoạn đặc biệt thử thách năng lực của các vị trong chính phủ, xem coi năng lực và giá trị thực sự là như thế nào. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Trong cái khốn khó, cái khó của nền kinh tế hiện nay rất cần những tài năng thật sự hơn là những lời hoa mỹ nói ra cho vui rồi chẳng làm gì được hết. Xin cảm ơn rất nhiều.